Chúng ta thường biết đến loài mèo lớn thông qua khả năng tấn công và săn mồi của chúng. Sức mạnh, hàm răng, móng vuốt và tốc độ của chúng là nỗi sợ hãi cho các loài động vật. Tuy nhiên, trong video ngày hôm nay sẽ đề cập đến một khía cạnh khác của những kẻ săn mồi này, đó là khả năng leo trèo của chúng. Bạn sẽ phải kinh ngạc khi chứng kiến những cảnh tượng này. Bạn sẽ bất ngờ về khả năng của loài báo khi chúng nhảy từ thân cây này sang thân cây khác. Một cảnh hiếm có trong tự nhiên, hai con báo đang đánh nhau trên ngọn cây. Thật khó mà tưởng tượng rằng chúng lại có thể có được kỹ năng leo trèo tốt như vậy. Bị ba con chó hoang tấn công, con báo trèo tót lên cành cây. Không để kẻ thù của mình hả hê quá lâu, con báo bất ngờ nhảy xuống và tóm lấy một con chó. Leo lên cây để lấy trộm đồ ăn của con báo, con sư tử này đã thành công, nhưng nó tỏ ra vụng về trong việc leo trèo. Với khứu giác nhạy bén, con sư tử nhanh chóng phát hiện ra miếng mồi được giấu trên cành cây. Một trận chiến đã xảy ra giữa hai kẻ săn mồi. Do trọng lượng của chúng quá nặng nên cành cây bị gãy, cả hai rơi thẳng xuống đất. Những con sư tử đang cố gắng cướp đồ ăn của con báo, nhưng kỹ năng leo trèo của chúng còn quá kém để có thể thực hiện được ý định của mình. Nếu bạn thích video này, hãy cho chúng tôi xin một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn. Hai con báo đang tranh giành thức ăn trên cành cây. Cảnh tượng này khiến chúng ta phải kinh ngạc về khả năng leo trèo và đeo bám của loài báo. Ít có loài động vật nào có khả năng biểu diễn trên cành cây giống như hai con báo này. Mặc dù là vua của đồng cỏ, vua của sức mạnh, nhưng sư tử lại có nhược điểm là chúng không giỏi leo trèo. Con sư tử vụng về leo lên cây với hy vọng có một miếng mồi ngon, nhưng nó đã thất vọng tràn trề khi chỉ còn lại là một cục xương mà kẻ nào đó đã bỏ lại. Trong thế giới hoang dã, các vị vua luôn biết cách thể hiện quyền lực của mình. Tuy nhiên, hai con vật này lại chọn cách chiến đấu trên cành cây. Thank you.
Đây là cảnh quay hiếm hoi tại công viên quốc gia Ranthambore. Một con hổ đang thư giãn trên cành cây. Con khỉ đầu chó đang bị dồn vào thế bí, cơ hội trốn thoát của nó gần như bằng không. Tại khu bảo tồn động vật hoang dã Kabini ở Katanaka, một cuộc chạm trán giữa báo đen và báo hoa mai đã diễn ra trên cành cây. Một mình phải đối mặt với ba con sư tử, con báo cố gắng trèo lên cây nhưng không thành. Tại vườn quốc gia Flamingo, một con hổ đói đang tìm kiếm thức ăn. Với cơ thể nặng nề, chúng ta khó có thể nghĩ rằng con hổ này có thể thực hiện động tác như vừa rồi. Cảm ơn bạn đã xem video. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!